Chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng đậm múi vuông bên mình cho các bạn xem nhá. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ các bạn nhá, và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm. Mẫu mình đang ngồi thấp nhất 60 cm, có cái để chân cũng rất chỉ là ok, cao nhất là 80 cm nhé mọi người nhá. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết chất liệu sản phẩm cho các bạn xem nhá. Ghế này thì các bạn có thể dùng trong ghế quầy ba này, ghế cởi lễ tân này, ghế chụp hình này, ghế livestream này, cũng rất chi là ok nhá mọi người nhá. Ghế trang điểm make up này mọi người này. Mặt của ghế thì là chất liệu bọc da nhá mọi người nhá, dễ dàng lau chùi khi bẩn luôn, mình tạo thành các vùng múi vuông cách điệu nhá, bo viền chắc chắn và đẹp nhá mọi người nhá. Độ dày của đệm là 7 cm nhá, kích thước của nó là 35-35 nhá mọi người. Chân của ghế này là kim loại sơn tĩnh điện màu vàng, hàng nhập khẩu rất chi là bóng và đẹp nhá. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi, nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng cũng như là mẫu mã của sản phẩm nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.